Xin chào quý anh chị nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của đội ngũ Happy Car. Và khác với những video em Nghĩa lên gần đây thì ngày hôm nay em sẽ phục vụ quý anh chị, đó chính là một mẫu xe điện hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam, một chiếc VinFast VFE34 sản xuất 2022 và mới chỉ đi có 13.000 km thôi. Có màu ngoại thất là màu đen quý anh chị nha. Sơn zin trên chiếc xe này lên tới 100% và tiết kiệm cho quý anh chị khi lấy xe mới ở thời điểm hiện tại lên tới 180 triệu đồng. Hiện tại Hà Thành Ca Happy Car đang chào bán mẫu sản phẩm VFE34 đi 13.000 km có màu ngoại thất là màu đen với mức giá là 535 triệu đồng và vẫn còn thương lượng thêm được. Các bác có nhu cầu thì hãy liên hệ em nhé. Phía đầu xe là một thiết kế rất đặc trưng trên chiếc xe VinFast VFE34 này. Nổi bật đó chính là logo VinFast, kèm theo đó là giải định vị LED ban ngày. Chúng ta sẽ có được một cái cụm đèn có trang bị công nghệ tự động thích ứng, có thể tự động pha cốt được các bác nhé. Bi LED và chúng ta vẫn có cảm biến góc này, hay là đường viền ốp mạ bạc rất là sang trọng. Và hơn một năm sử dụng thì chiếc xe này phải nói là nội ngoại thất còn rất là mới luôn các bác ạ. Các bác có thể thấy khi về thì bên em cũng chỉ dọn rửa qua thôi, nước sơn vẫn còn rất là bóng các bác nhá. Chúng ta sẽ có thiết kế thân xe của chiếc xe VinFast VFE34. Đây là chiếc xe thuộc phân khúc crossover cỡ B tại thị trường Việt Nam, cạnh tranh trực tiếp với Kia Seltos, Toyota Corolla Cross. Và chúng ta vẫn có được một thiết kế phải nói là rất là đầm chắc và cứng vững trên chiếc xe này. Nổi bật đó chính là những cái đường viền ốp mạ chrome này, rất là sáng bóng các bác nhá. Và một cái mâm lên tới 18 inch, phải nói là rất to bản và dàn lốp nguyên bản theo xe. Và trên VinFast VFE34 chúng ta sẽ có một tấm ốp thể thao trông rất là sang trọng. Và sự riêng tư trên chiếc xe này đó chính là kính hai màu các bác nhá. Chúng ta vẫn có gương chỉnh điện, cục điện, xi nhan LED trên gương và có cả cảnh báo vượt nữa. Và đây là khoang máy của chiếc VFE34 xe điện các bác nhá. Xin lỗi các bác là xe em cũng chưa dọn dẹp vệ sinh bên trong gì cả, bởi vì chiếc xe này thì cũng vừa về sáng nay thôi. Chúng ta sẽ có khối pin cũng như là cụm điều khiển trung tâm đặt chính giữa khoang máy này, kèm với đó là ắc quy này. Đây các bác có thể thấy cách bố trí của chiếc xe này, bao gồm nước làm mát và nước rửa kính các bác nhá. Và có hai cổng ra cổng vào được bọc rất cẩn thận. Đây là dây cao áp và có cảnh báo điện giật các bác nhá. Khối pin sẽ được đặt ở trong cái bộ trung tâm này. Và chúng ta một lần sạc đầy thì sẽ đi đâu đó khoảng được từ 250 km đến 280 km trong một lần sạc đầy các bác nhá. Và hiện tại hệ thống trạm sạc của VinFast thì đã có rất nhiều nơi trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Và tất cả các cái keo chỉ, khung răng, hộp số động cơ bên em cũng đã kiểm tra, check test rất kỹ lưỡng rồi. Sẽ là nguyên zin cho các bác nhá. Tất cả ốc cabo này hay là các chi tiết về khung răng. Và bên em cũng đã kiểm tra rất kỹ lưỡng và cam kết bằng văn bản cho các bác là xe không đâm đụng, tai nạn và ngập nước các bác nhá. Và đây là thiết kế đuôi xe của chiếc VinFast VFE34. Chúng ta sẽ có nổi bật đó chính là giải đèn LED định vị chạy dài từ trái sang phải, logo VinFast các bác nhìn này, cực kỳ sáng bóng luôn. Và một chiếc cốp điện đã được trang bị trên phiên bản này rồi các bác nhá. Mặc dù là chiếc crossover cỡ B tại thị trường Việt Nam, tuy nhiên các bác vẫn có được một cái khoang cốp chứa đồ cũng tương đối là rộng rãi. Và chúng ta sẽ có các cái bộ sạc theo xe này. Đây, bình thường trang bị cụm sạc này thì chúng ta sẽ mất đâu đó khoảng 11 triệu quý anh chị nhá. Ngoài ra chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng này, rất là đầy đủ luôn. Và bên em cũng đã kiểm tra rất kỹ lưỡng về các cái chi tiết keo chỉ trên chiếc xe này rồi, ở phần cốp, nơi mà sẽ bị biến dạng khi xảy ra va chạm. Và bên em sẽ cam kết cho các bác là nguyên bản theo nhà sản xuất nhá. Đây là trong khoang nội thất của chiếc VFE34 các bác nhá. Nổi bật đó chính là tông màu nội thất là màu đen là chủ đạo các bác ạ. Vô lăng đê cắt cực kỳ thể thao luôn. Chúng ta sẽ có được một cái bộ ghế bọc da này, kèm theo đó là những đường viền chỉ màu xám này, rất là đẹp mắt. Tựa đầu sẽ liền với thân ghế luôn các bác nhá. Và em sẽ vào khoang máy để ngồi cho các bác luôn. Một chiếc xe mà phải nói là cái tự trọng của nó rất là lớn luôn, cho nên cánh cửa đóng rất là chắc nịch luôn các bạn, cực kỳ nặng luôn. Nổi bật ở chính giữa khoang lái đó chính là một chiếc màn hình được đặt dọc, kích thước lên tới 10 inch các bác nhá. Có kết nối Android Auto và Apple CarPlay. Chúng ta sẽ có camera 360 độ này. Đó, chúng ta có thể điều chỉnh được đầy đủ luôn, trước, sau, trái, phải.
và một cái bảng điều khiển trung tâm có đề nổ startup này và cần số điện tử bằng núm xoay các bác ạ, rất là tiện lợi luôn. Và trên phiên bản V334 thì chúng ta chỉ được trang bị phanh cơ thôi. Đáng tiếc cho chiếc xe này thì chúng ta không có lỗ thông khí ở trên cái ghế da các bác nhá. Tuy nhiên chiếc ghế da này thì sau khoảng hơn một năm sử dụng thì nó cực kỳ mới luôn các bạn. Các bác có thể thấy qua này, không có một vết xước và không có một vết nhăn luôn các bác nhá. Ghế rất là êm và đặc biệt là cũng rất là dày. Xung quanh xe sẽ được bảo vệ hệ thống 6 túi khí xung quanh xe. Và chúng ta sẽ có được các cái chi tiết phía trước này, táp lô cũng rất là mới luôn. Vô lăng đê cắt cực kỳ mới, các bác có thể thấy này. Và chúng ta sẽ có tích hợp các phím bấm nhá. Có cảnh báo lệch làn này, có điều khiển hành trình chủ động này, hay là có các phím bấm đàm thoại rảnh tay, tăng giảm âm lượng, ra lệnh giọng nói, hay là một chiếc màn hình sau vô lăng lên tới 7 inch. Chúng ta có thể hiển thị sắc nét các thông số. Chúng ta có đèn auto rồi và gạt mưa auto cho các bác nhá. Tất cả các chi tiết ở đây đều rất là cao cấp luôn các bác ạ. Các chi tiết vẫn còn rất là mới luôn. Trần xe không một vết xước các bác ạ. Đó. Đây. Chúng ta có cả gương chống chói tự động này. Trần là màu đen và cực kỳ mới. Không có gì để nói quá nhiều đối với một chiếc xe mà mới chỉ đi có 13.000 km thôi. Và tiết kiệm cho các bác đâu đó khoảng 180 triệu đồng nhá. Và cùng em ra khoang hành khách thứ hai để xem chiếc xe này có được rộng rãi hay không nhá, khi ngồi cực kỳ thoải mái ở hàng ghế trước. Và hiện tại em đang ngồi ở khoang hành khách của chiếc VinFast VFE34. Chúng ta phải nói là một cái khoang hành khách rất là rộng rãi của một chiếc crossover cỡ B các bác ạ. Khoảng sáng lên tới hơn 30cm các bác nhá. Vẫn có cửa gió điều hòa phía sau này. Và kể cả ngồi giữa đi chăng nữa thì chiếc xe này vẫn rất rộng rãi các bác ạ. Đó, đây các bác có thể thấy. Và chiếc xe này các bác gần như không có ai ngồi ở hàng ghế thứ hai cả. Bởi vì nội thất của nó cực kỳ mới luôn các bác. Các bác có thể thấy chi tiết ghế da này rất là mới luôn. Và cái chi tiết nỉ các bác có thể thấy này, không có một vết bẩn. Và về bên em không dọn dẹp gì các bác nhá, mới chỉ rửa qua thôi. Chứng tỏ không có người ngồi hàng ghế thứ hai. Bởi vì đôi khi đặt chân lên đây thì nó sẽ bị bẩn các bác ạ. Và ghế cực kỳ mới luôn. Và hiện tại tài chính chỉ 535 triệu đồng là quý anh chị đã có thể mang chiếc xe này về rồi. Và chiếc xe này thì quý anh chị sở hữu thì bên em vẫn hỗ trợ trả góp cho mọi người nhá. Và quý anh chị cần xem xe hay cần hỗ trợ thông tin tốt nhất thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline để góc trái màn hình để em Nghĩa có thể phục vụ và báo giá tốt nhất dành cho mọi người. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video. Xin kính chào và hẹn gặp lại mọi người những clip tiếp theo.